Với quy mô khủng và sự góp mặt của chủ đầu tư danh tiếng Vinhomes, dự án này hứa hẹn mang đến những thay đổi đột phá về hạ tầng giao thông và tiện ích sống. Cùng khám phá những hình ảnh tiến độ dự án và tiến độ các tiện ích và hạ tầng lớn ảnh hưởng đến dự án trong bài chia sẻ dưới đây. Dự án Vinhomes Cổ Loa được khởi công xây dựng vào đầu quý 2 năm 2024 và đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Đến nay, toàn bộ khu vực dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, một bước quan trọng để bắt đầu triển khai các hạng mục chính. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống điện nước ngầm và thoát nước thải, hệ thống giao thông nội khu cũng đang dần hình thành theo đúng thiết kế và tiến độ đề ra. Các phân khu chính như Cát Tường, Tinh Hoa và Thịnh Vượng đã hoàn thiện phân lô. Một số căn nhà đã được đào móng với sự tập trung cao độ về nhân lực và máy móc, hoạt động thi công diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Vingroup và sự chuyên nghiệp của các nhà thầu như Cotecans, dự án sẽ được bàn giao đúng như cam kết vào quý 4 năm 2025. Đến nay, nhiều hạ tầng giao thông xung quanh dự án đã được quy hoạch, một số đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, tác động không nhỏ đến sự phát triển của dự án trong tương lai. Nổi bật nhất trong hệ thống tiện ích của dự án là trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 90 ha. Trung tâm đã được Vingroup khởi công vào ngày 30 tháng 8 với sự tham dự Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức các ban ngành. Với nhiều kinh nghiệm và thành công trong sản xuất kinh doanh, Vingroup được tin tưởng đảm bảo hoàn thành và đưa công trình khai thác đúng tiến độ đề ra, xứng đáng là công trình biểu tượng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025. Tiến độ cầu Tứ Liên. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án cầu Tứ Liên sẽ bắt đầu xây dựng trong năm 2024 và hoàn thành trong vài năm tới. Cầu Tứ Liên kết nối quận Tây Hồ và Đông Anh, đồng thời kết nối trực tiếp dự án với trung tâm Hà Nội. Do đó, cây cầu này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và gia tăng giá trị bất động sản tại dự án Vinhomes Global Gate. Tiến độ đường 5 kéo dài. Đây là một tuyến đường quan trọng và đã hoàn thiện, cho phép xe cộ lưu thông thông suốt. Tuyến đường này đi dọc theo dự án, giúp kết nối dự án đến đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, cầu Đông Chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển đến trung tâm thành phố, sân bay Nội Bài, quận Long Biên, Gia Lâm. Với tiến độ xây dựng đang được đẩy mạnh, Vinhomes Cổ Loa không chỉ hứa hẹn mang lại một không gian sống đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Sự phát triển hạ tầng giao thông và tiện ích toàn diện chính là những yếu tố giúp dự án này trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường bất động sản Hà Nội. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng hoặc một kênh đầu tư tiềm năng, đừng bỏ qua cơ hội tại dự án này. Hãy liên hệ ngay số hotline trên màn hình để nhận thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất từ chúng tôi. Vinhomes Global Gate, thành phố giao thương, cội nguồn di sản.